Sáng ngày 7 tháng 4 theo giờ địa phương, tức chiều qua theo giờ Hà Nội, tại thủ đô Stockholm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chào xã giao công chúa kế vị Victoria Alice Désiré. Đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của nhà vua và hoàng hậu Thụy Điển năm 2004, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của hoàng gia, chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam, đặc biệt là khoản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam lên đến hơn 3 tỷ đô la Mỹ trong thời gian vừa qua đặc biệt thụy điển đã giúp việt nam khai thông quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như quỹ tiền tệ quốc tế ngân hàng thế giới trước đây cũng như luôn ủng hộ việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay đặc biệt hình ảnh hàng nghìn người dân thụy điển đã xuống đường biểu tình chống chiến tranh tại việt nam sẽ luôn khắc sâu trong trái tim người dân việt nam trên nền tảng hợp tác tốt đẹp sẵn có giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước công chúa kế vị victoria ingrid alice desire bày tỏ tin tưởng thời gian tới quan hệ giữa thụy điển và việt nam sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thông báo với công chúa kế vị về kết quả hội đàm với chủ tịch quốc hội thụy điển urban alin hoan nghênh thụy điển đề xuất thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục đào tạo khoa học công nghệ và y tế với việt nam